Xin chào mọi người, hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn rất là quen thuộc. Đó là món há cảo. Trong cách làm lần này, Đức sẽ giới thiệu cho mọi người một cái loại nhân mới, đó là nhân hải sản. Công thức chúng ta gồm có bột tàn mì 100g, bột bóc 30g, nước sôi 170ml, muối nửa muỗng cà phê, dầu ăn một muỗng canh. Nếu mình không kiếm được bột tàn mì thì mình có thể sử dụng bột mì số 8. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng bột mì số 8 thì cái há cảo chúng ta không có được trong, nhưng về chất lượng thì nó không có vấn đề gì hết nha. Về phần nhân thì chúng ta có phi lê cá 100g, tôm 50g, hành phi một muỗng, rượu mai quế lộ một muỗng lớn, dầu mè một muỗng, hành tím, tỏi, muối, bột nêm gà, bột ngọt và tiêu đen. Lưu ý là phần tôm mình sẽ lấy phân nửa phần tôm ra, mình cắt hột lựu. Một nửa còn lại thì chúng ta sẽ xay chung với cá và các gia vị khác. Cái điều này làm cho cái con tôm chúng ta ăn sẽ giòn hơn. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay. Sau đó chúng ta cho dầu mè vào, hành phi, rượu mai quế lộ. Công thức rượu mai quế lộ thì Đức có để bên dưới, mọi người cứ nhấp vào đường link để xem nha. Sau khi chúng ta xay tất cả hỗn hợp rồi thì chúng ta sẽ trộn cái phần tôm cắt hột lựu vừa rồi vào. Sau đó chúng ta sẽ để ngăn mát của tủ lạnh tầm nửa tiếng để cho gia vị nó thấm và cái hỗn hợp của chúng ta sẽ dẻo hơn. Tiếp đến mình sẽ nấu nước sôi. Chúng ta cho muối vào trong bột. Sau đó chúng ta sẽ cho nước sôi vào khuấy đều nha. Ở giai đoạn này chúng ta chỉ khuấy bột tàn mì trước. Còn bột bắp thì chúng ta sẽ cho vào từ từ sau. Sau khi khuấy mà cục bột nó còn nóng như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái plastic wrap để mình wrap cái hỗn hợp này lại để cho bột nó được nở ra. Sau 15 phút thì chúng ta sẽ cho dầu ăn vào và chúng ta nhồi, tiếp tục nhồi và chúng ta sẽ cho bột bắp vào từ từ để nhồi tiếp. Ở cái giai đoạn này thì bột bắp sẽ giúp bánh chúng ta được mịn hơn và có độ dai. Mình cứ nhồi đến khi nào mà mình cảm thấy cái khối bột nó dẻo lại và mình có thể kéo ra mà không bị đứt á, thì bột mình đã hoàn chỉnh nha. Ở giai đoạn này thì mình sử dụng tay của mình để mình nhồi thì mình sẽ cảm nhận được cái độ bột, cái độ dẻo của bột. Kỹ thuật trộn bột thì rất là đơn giản, không có khó đâu nha. Cứ làm theo cái video của mình là được. Một phần lưu ý nữa là để được bột dẻo như vậy thì mình phải nấu nước sôi thật là sôi nha mọi người. Nếu mình để cái nước không sôi thì cái bột nó sẽ không chín và nó sẽ không được dẻo như vậy. Khi xe dài ra như vậy là mình đã gần thành công rồi đó mọi người. Cái bột mọi người thấy rất là dẻo. Sau đó mình sẽ chia bột ra. Và bây giờ thì mình sẽ vo tròn lại. Lưu ý là cái cây mình sẽ thấm một ít dầu ăn nha. Cây lăn bột của mình sẽ thấm một ít dầu ăn để mình cán. Đức sẽ cán từ từ để cho mọi người thấy. Từ từ thôi, mọi người mới quen á. Ở cái giai đoạn này thì mình không được sử dụng bột để mình áo quá nhiều nha mọi người. Tại vì nếu mà dù sử dụng bột áo quá nhiều thì bánh sẽ bị cứng. Lưu ý là mình không được cán quá mỏng nha mọi người. Nếu mình cán quá mỏng á, trong cái lần đầu tiên mình làm á, thì mình sẽ bị rách. Mình sẽ cán một lượt hết tất cả các cục bột còn lại. Và mình sẽ lấy một cái khăn ẩm mình che nó lại, mình cover nó lại để cho nó đừng có bị khô. Tiếp đến thì mình sẽ cho nhân vào. Lưu ý là nhân của mình cho vừa đủ thôi nha, đừng có cho nhiều quá. Rồi bây giờ thì mọi người nhìn Đức gấp nè, nó đơn giản lắm, nó không có khó đâu, cứ làm từ từ theo là được đó. Mình sẽ gấp cái mí đầu tiên, sau đó mình sẽ kép cái mí tiếp theo cho đến hết cái bánh. Một cái bánh thì mình gấp khoảng được 6 đến 7 mí thì nó sẽ chuẩn và đẹp đó. Mọi người coi nó là đơn giản lắm nha. Cái bánh há cảo này là hơn 10 năm rồi Đức mới làm lại, và Đức làm lại là Đức đã quay video luôn đó. Mọi người thấy gấp há cảo rất là dễ, không có khó đâu. 10 năm rồi Đức mới làm lại mà Đức còn gấp được như vậy, coi như là một người mới học rồi. Bây giờ Đức sẽ xếp lại lần thứ 3 kỹ hơn cho mọi người xem một lần nữa nha.
Cái giai đoạn này á, thì chỉ cần gấp cho nó đều lại là được, chứ mình không cần phải quá đẹp quá chuẩn đâu. Còn nếu mà mọi người làm hàng ngày á, thì mọi người sẽ quen tay và mọi người sẽ gấp đẹp hơn. Trong kỹ thuật nắn điểm sâm hay là hoa cảo này á, thì cái tay nghề của người thợ càng giỏi thì cái vỏ nó càng mỏng nha. Nhưng đối với Đức thì Đức vẫn thích ăn cái vỏ dày. Bánh há cảo này á, nó có nguồn gốc là từ huyện Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Món này được dùng phổ biến trong các bữa sáng gọi là dim sum á mọi người. Trong tiếng Anh của nó gọi là hot roll. Trong tiếng Việt mình thì gọi là há cảo. Còn tên tiếng Trung Quốc là xi chào. Nói chung nhiều tên lắm. Tới công đoạn hấp á, thì mình sẽ sử dụng một cái giấy nến để mình ló cái há cảo này cho đừng có dính. Và mình sẽ bắt nước sôi lên, sau đó nước sôi rồi mình mới để cái há cảo lên. Mình hấp trong vòng 15 phút. Sau khi bánh chín rồi thì mình không được lấy ra ngay bởi vì nó còn dính nha. Cho nên mình phải đợi thêm 2 đến 3 phút nữa cho bánh nó hạ nhiệt thì lúc đó mình gỡ cái bánh ra rất là dễ. Và đây là cái tương ớt hôm bữa mình có chỉ mọi người làm đây. Mình sẽ ăn kèm với nước tương và há cảo. Mọi người có thể xem lại cách làm tương ớt ở đường link bên dưới nha. Tương ớt của mình sánh mịn và không có bị chua nha mọi người. Và đã xong rồi, cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Chúc mọi người thành công. Bye bye.